Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình là Zuka và chào mừng đến với Cánh Cửa Trắng, một tựa game của Rusty Lake. Vâng các bạn ạ, như vậy là nhà phát triển của Rusty Lake cũng như là Kill Escape vừa cho ra mắt một sản phẩm mới tên là The Wise Door. Thì cái tựa game này kể một nhân vật tên là Robert Hugh tỉnh dậy trong một cái bệnh viện tâm thần và anh này bị mất trí nhớ. Anh này sẽ có nhiệm vụ là cần phải hồi phục trí nhớ của mình, nhưng liệu anh ta có làm được không trong khi có một kẻ thủ sát bí mật luôn luôn theo dõi từng hành động của anh này và sẵn sàng chạm mặt anh này bất cứ khi nào cần thiết. Rồi thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để một like cho mình, vậy comment xem các bạn thích được game này không, và nếu thích ý, thì đừng quên đó là ủng hộ mình nhá. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok, bước vào cái cửa này. Lần đầu tiên thấy Rustic trở lại ngày một. À quên mất, tựa game này có tiếng Việt các bạn ạ. Người ta kiểu quan tâm đến Việt Nam lắm, bây giờ còn tiếng Việt. Rồi bây giờ như vậy là mình sẽ thức dậy ở trong cái bệnh viện tâm thần. Ok, thức dậy rồi, đây là mình. Và xung quanh đây là cái phòng riêng của mình, chứng tỏ là mình khá là nhiều tài chính kinh tế. Những cái phòng riêng ở trong bệnh viện lớn như thế này ấy, thì chắc cũng phải mấy chục triệu một ngày, chứng tỏ là mình không có nghèo. Thì đây, à đồ ăn sáng à, có kẹo à, ô có đường này. Rắc đường ra. Ôi kẻ to vào anh. Ok, ở đây có cà phê và có bánh donut nữa. Khá ngon, em khá bảnh. Đi về thế nào? À ở đây chúng ta có một cái lịch trình, có 7 giờ thức dậy, 8 giờ ăn sáng, 9 giờ chăm sóc bản thân, 11 giờ kiểm tra, 15 giờ kiểm tra trí nhớ, 18 giờ là bữa tối, 20 giờ là giải trí và 22 giờ là ngủ. Như vậy là có cái lịch trình rất là kiểu nghiêm ngặt ở trong bệnh viện ấy. Để chăm sóc bản thân tốt nhất thì chắc là bây giờ là mình cần phải chăm sóc bản thân, đánh răng rửa mặt à. Ô, có bàn chải này. À anh này sẽ làm việc mà mình không làm bao giờ đó, đánh răng hàng ngày. Sau đó là dùng khăn để lau mặt. Ôi giời. Ui, lo cái những cái kinh kít nha, như kiểu là dùng nước rửa bát để lau mặt đấy. Giờ xem kinh kít rồi, ok. Bây giờ đến lúc đi vệ sinh à? Ui, vàng thế. Không rửa bao giờ à? Khai rình. Ok, xả nước. Nice. Ôi nó không đầy nữa à? Chết rồi. Tắt cống rồi. Móc tay vào ngay. Kiểm tra. Bây giờ mình kiểm tra cái gì nhỉ? Kiểm tra cái gì đây? À kiểm tra ở đây. Ok. Oh, hello cô y tá. Chào anh Hugh. À, tôi thấy rằng anh đã dậy rồi. Có thể anh thấy hơi bối rối. Anh đã gặp phải một tai nạn. Anh còn nhớ những gì không? Tên của anh là gì? À, tên của mình là Hugh. Tên của mình là Robert Hugh, thì chắc là họ là Hugh, tên là Robert đúng không? Ok Robert, đúng rồi. Đây là năm nào? Mà ai biết đây là năm nào? Bà đùa tôi à? Có lịch không? À đây, năm 1972 các bạn ạ. Ồ mày thế, có lịch 1972, năm nay là năm hơi đói. Và ngày nào? Mày bị đùa à? Come on, hỏi một lần thôi, khùng vậy. 14/8, được chưa? Rồi à, 14. Ok, cảm ơn robot. Mày quan không hỏi tháng nữa, không mình điên mất. Tôi sẽ quay lại kiểm tra vào ngày mai. Hãy bám sát chương trình. Ok, bye bye. Trời ơi, con sở hơi. Kiểm tra trí nhớ. Chắc cả cái máy này hả? Bạn có muốn bắt đầu bài kiểm tra? Ờ, có. Khiếp, cái game này là chắc là liên quan đến trí nhớ mà mình quay tay nhiều, mình hay quên lắm. Ok, có bắt đầu nào. Ồ, hình gì đây? Bạn thấy gì? Chim, côn trùng, bánh vòng hay bàn tay? À, bánh vòng. Và đây là cái gì đấy? Bệ xí à các bạn? Mình không biết nữa. Cái loa, chắc là cái loa. Cùng là cái gì? Chắc là đồng xu. Con chim. Ok, chính xác 4 meter. Bài kiểm tra đã hoàn thành. À, được thưởng. Như kiểu là mấy con thú trong lồng kính các bạn ạ, được thưởng này. Ồ, mỹ ý. Coca. Khiếp, trong bệnh viện mà an toàn mấy đồ có hại sức khỏe và uống thuốc à? Ngon quá, ma thuốc này ngon thế. Hàng đâu đây, ở biên giới về à? Được của nó. 20 giờ giải trí, à đến giờ được chơi rồi các bạn ạ. Như vậy là đến cái hộp giải trí được rồi. Giải trí sau 20 giờ. Ồ, tập tạ. Khiếp, tôi tưởng giải trí được cái gì. Hóa ra giải trí bằng cái tập tạ. Cô dạy em bài thể dục buổi tối. Một bài ba bốn tắc thở tắc thở tắc thở. Hey. Ok xong chưa má? Ok chắc xong rồi đấy. Biết đi. Biến. Ok đi về xem nào. Bây giờ là 22 giờ đang ngủ. Ủa lại thế hả? Một ngày trước là chỉ có như vậy luôn. Ok chia tay. Chắc là sang tập mới rồi hả? We met at the usual spot. Chúng tôi gặp nhau tại địa điểm quen thuộc. Đây đâu đây? Tổ cú các bạn ạ. Tên này là tổ cú. What? I was having a coffee. Lúc đó tôi đang uống cà phê. Tại bàn yêu thích tay phải.
Cái này đang nhớ lại à? Mình nghĩ như vậy mình vẫn chưa hiểu cốt truyện của nó lắm. Bà bên tay phải chắc là bên này. Ok, đây là mình. Ờ, đúng rồi. Đang uống cà phê một mình. Just staring at the table. Nhìn chăm chăm vào cái bàn. I was stressed out, turning all the stuff in the same direction. Cùng một hướng. Ok. Đúng không? Xoay như này đúng không? Ờ. I took a sip. Tôi uống một ngụm. Tôi thấy phê vãi. Cà phê Trung Nguyên đúng không? Ngon. They served me my donut. À, như vậy là những cái thứ ở trong bệnh viện ấy, nó kiểu là giúp mình để hồi phục lại trí nhớ, kiểu nó sắp xếp trước khi mình gặp tai nạn hay sao ấy. Ok. À, xem giờ. Another 5 minutes passed. À, cuộc sống nhàm chán ghê ạ. 5 phút đã trôi qua. Khiếp, 5 phút mà lâu đấy. Quay kim dây à? Finally. Cuối cùng. She arrived. She looked tired, but beautiful as ever. Bạn gái à? Mình cứ tưởng là mình sẽ cần phải uống thuốc một mình, hóa ra là có bạn gái ở đây. Hên quá, không một mình, tôi sẽ cô đơn lắm, chết nhất rồi. Just a little bit closer. Ok, kéo ghế lại gần hơn. Where? Hui, 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 hui. Gần, xa, ú, quả. She looked away. Not a good sign. Tôi nhận ra cô ấy có hai xoáy. Một xoáy chống lâu, hai xoáy chọc đầu. Tôi sợ con của chúng tôi sau này cũng sẽ chọc đầu như cô ấy. I don't think we should. Oh, come on, lại chia tay à? Tết nhất rồi. Con này chắc chắn là chia tay để cho nó đen tình đỏ bạc đúng không? Phải đi Tết phải đánh bài, tao gọi công an bắt tiết cổ mày đi. I didn't know what to say. Tôi không biết nói gì. I just took another sip. Nuốt hết những chén sâu cay này. I tried to touch her hand, but she pulled away. Oh, come on. Thế giơ tay ra làm gì? And then she was gone. Oh boy, không giữ lại luôn. Rồi sao? Cô đi mất rồi à? Đi mất rồi sao? I didn't know what to feel. Tôi không biết cảm thấy nào nên tôi quyết định uống thêm ngụm nữa. Lại nuốt thêm những chén sâu cay này. Oh my god, holy cow. Oh my. Tôi nhận ra hết rồi. Ngày 2. À, như vậy là mỗi ngày nó sẽ hồi phục một ít trí nhớ cho mình. Ngày 2 mình lại tỉnh dậy. Và lại làm những việc đấy như thường lệ hả? Mình không biết nữa. Chẳng nhẽ là ngày nào cũng xảy ra y như vậy thì hơi chán nhở? Nó phải có cách nào được chứ? Ồ, từ cái cửa sổ này có một người, có một cái bóng đen đứng ngoài đấy, nó đang nhìn mình. Hoặc nó đang té bậy. Chắc nó đang nhìn mình đấy. Con chim đây nữa. Bạn chim đây rồi. Bạn chim đây rồi. Ai ngoài đó vậy? What? Ok. Chắc là mình cứ làm những việc hàng ngày của mình. Có vẻ như hôm nay là mình đã thấy một người khác đứng ngoài. Có phải người ta đang theo dõi mình? Có khi nào là người yêu mới của cô kia không? Đến hỏi mình về cái thai trong bụng cô ấy. Tôi không biết gì đâu nha, tôi vô sinh à. Thôi, lại tiếp tục đánh răng bằng sân lai 100 trái chanh. Rồi y tá lại vào. Bấm chuông cái y tá lại vào. Hello cô. Lại bắt đầu kiểm tra cái gì đấy? Anh bao nhiêu tuổi? À, như vậy là mỗi ngày sẽ kiểm tra một cái khác. Cô từ từ để tôi tính đấy nhá. À, tôi theo cái giấy này tôi sinh năm 31. Mà bây giờ là năm 72 thì chắc là tôi 41 tuổi. Đúng không? Ờ, à, đúng rồi, tôi 41 tuổi. Ok, tôi 41 tuổi. 41 tuổi, tôi tính nhanh không? Xịn không? À, cà phê yêu thích của anh là gì? À, sao tôi biết? Cà phê sâu cay. Chắc vậy. À, từ từ. Mình nghĩ là mình tìm thấy cái này này. Ờ, à, nó ghi đây này. Có hóa đơn cà phê tổ cú. Có khi nào là mình thích cà phê tổ cú không? Cà phê tổ cú là một loại cà phê à? Cà phê làm từ tổ cú à? Cà phê trồn là từ phân trồn, nên tổ cú là từ phân cú à? Yeah. Ok, cà phê tổ cú. Ok. Trước đây anh làm việc ở đâu? Trước đây anh làm việc ở đâu? Mình không biết nữa, hình như là mình có nhớ là mình có làm việc ở một chỗ. Hình như là nó có ghi cái chỗ mình làm việc ở trên cái tờ giấy này đây này. À, Johnson Bird Food này. Là chỗ bán thức ăn cho chim, mình nghĩ là như vậy. Johnson, đúng rồi. Anh muốn ăn gì cho bữa tối? Pizza, khoai tây chiên hay là súp? Ồ, bây giờ là mình còn được chọn đồ ăn luôn các bạn ạ. Nếu mà nói về ăn cho no, cho sướng thì chắc là pizza. Nhưng mà nếu mà để cho tốt cho sức khỏe chắc là súp, nhiều chất. Súp đi. Đấy, răng còn đâu mà nhai, tôi khổ lắm rồi. Cả một đôi bớt 41 tuổi rồi. Anh đang tiến bộ hơn. Ơ, à, cảm ơn, tôi biết. Khiếp, từ ngu đâu. Ok, mình vẫn muốn là xem ngoài cửa có cái gì. Holy cow này. Ai ngoài đó vậy? Hello, đừng có biến thái thế. Nhìn rất giống anh béo. Rất nguy hiểm, thật đáng sợ. Tôi không thích anh đứng ngoài đấy.
Thôi che màn vào đây, đồ quái thai, hai lỗ đít. Kéo màn vào. Stupid, sợ vãi. Ok, mình sẽ kiểm tra cái trí nhớ, đến giờ kiểm tra trí nhớ của mình rồi. À, chọn những hình khác, những hình còn lại. Ồ, ra là vậy. Bài kiểm tra đã hoàn thành. Lại được thêm cái món này nữa. Điều gì xảy ra nếu mình không uống thuốc nhỉ? Từ từ, kéo cửa ra không? Không kéo cửa được. Ok, thì mình thì không uống thuốc sao? Khiếp, ăn súp kìa. Ok, không uống thuốc. Kệ, không uống thuốc nữa để xem có vấn đề gì xảy ra không. Hay là bắt buộc phải uống thuốc để có thể qua được ngày hôm nay. Vẫn phải uống thuốc, gọi là bắt buộc uống thuốc. Oh, come on, đồ ăn ngon ghê. Hôm nay vì là bọn mày làm tao cáu quá nên tao quyết định đó là tao không xả nước nữa. Nhưng mà bây giờ từ từ. Ok, hãy đi ngủ đi. Trong giấc mơ mình lại nhớ đến cái gì đó, thích ăn cho chim. À, như vậy là cái đoạn giữa ngày 2 hả? I was driving to work. Tôi đang lái xe đi làm. I turned off the radio. Tôi tắt radio đi. Reminded me of her. Gợi nhớ của tôi về cô ấy. Vách linh hồn, cái âm nhạc này là mày gợi nhớ với cô ấy, cô ấy là hồn ma. Trời ơi. Người theo hương hoa mây mù răng lối. Ok, tắt đi. Tôi tắt được rồi. I had to stay focused on the road. Tôi cần phải tập trung vào đoạn đường. Khiếp, đường giật đùng đùng này, lo chẳng phải tập trung. I stopped for a red light. Oh, cô bà ăn xin đến. Ok. I rolled down the window. Có cho không? Xin chào bà, cháu không có gì ngoài tấm lòng này. Cháu thích cho bà được không? À, hạ cái khe xuống. Ồ, có một xu à? I gave her a coin. Bam. Máy luôn. The light turned green. Wow. Ok, để gì sai. Yay, đi tiếp luôn nào. It was already late. I had à, vẫn đi làm, tôi phải nhanh lên. À đúng rồi, mình làm ở cái hiệu thức ăn cho chim mà. Đến rồi, yeah. Cuối cùng cũng đến được cửa hàng bán đồ cho chim. Black smoke rose. Khói đen bốc lên từ ống khói, chả nhẽ lại khói trắng. Em muốn gì nữa hả? Thế lại có hoa quả đu đủ với lại kẹo dẻo trên đấy. Ok. À bốc lên à, bốc hẳn lên luôn à. Ok. I walked up to the front door. Ok, đi bộ đến nào. Cái đồ họa game này hay phết gọi ạ. The doors were locked. Thế rồi, à nhờ chắc là mình có mật mã vì mình là nhân viên mà. I entered the code. Tôi nhập mã số ở đây này. 3461. Khiếp, cái thằng là cái mật mã bảo vệ này nó cứ nghĩ là người ta không nhìn thấy sao ấy. 3461. You are late, come in. Ok. Ông chủ ở sát trong này rồi. Ok, mở cửa ra nào. Đây. Let's go. Xưởng đồ chim mà nhìn kiểu công nghiệp nhỉ các bạn nhỉ. À sếp bên này. Ui, sếp nhìn ngầu thật, có quả mũ hay đấy. Sếp đang thắt lưng và cà vạt cộng với quả mũ công nhân. Khá là đáng yêu. Hill, you are late. Go to your station. Để tôi làm việc đây. Vâng ạ, thưa sếp, em tuân lệnh. Lỗi hôm nay em đi đường em gặp cái quả đèn đỏ lâu quá, 40 giây liền. Không biết làm nào. À đây là chỗ làm việc của mình, mình sẽ làm thức ăn cho chim ở đây. Bấm nút. À, thả cái này vào. Ui, ủa, có ba cái lỗ này thì mình thả cái gì vào? Hay là phải phân loại ra? À, đây, nó có cái hình đây này. Bánh quy thì trên đầu, chuối thì ở cuối cùng. Ra là vậy. Này, bột giặt này. Bột giặt cho chim này. Oh my god, holy crap, cái này điểm gì? Thế rồi, sao có bàn tay ở đấy? Wait, what? Chỗ thứ hai. Cái này là... À, mỗi cái này là theo hình của cái xô này thì mình lấy cái này xuống. Rồi, ba cái, đã hoàn thành. Đi tiếp. Đến cửa số 3, bấm nút. Công việc chính ra hàng ngày khá là nhàn, không được bấm nút này, holy cow. Giờ sao tôi không được bấm mà. Kệ tôi bấm đi. Chết tôi rồi. Nhà máy cháy rồi, chạy thôi. Cứu. Sẽ có chửi gì mình không? Sẽ có chửi gì không? My boss pulled his helmet. Sếp nó kêu nó bảo hiểm xuống, tôi vỡ mồm thế rồi. Ok, sếp kêu nó xuống. You are fired. Trời, bị sa thải chỉ bấm nút, lấy đồ đi. Thật ra em có muốn thế đâu mà sếp. Em không bấm không được ấy chứ, nó bắt em phải bấm. Chứ em có muốn thế đâu. Mà bây giờ thầy, sếp ơi, em hơi bị ngu thì em không biết đồ của em để đâu. Sếp bảo em cái được không? Nãy giờ em tìm, chắc là trong cái tủ này, chắc trong cái tủ ấy rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Ok. À, tủ của mình, đây rồi. Ôi, thẻ nhân viên này. À, mình cũng có mũ ấy chứ. Thẻ nhân viên không lấy được à? Có thích đồ ăn cho chim và một cái máy ghi âm à? Hết đúng không? Cái thẻ lấy kiểu gì? Ồ, bức ảnh của mình. À, với người yêu này. Ôi giời, làm công nhân này hả? Nào người yêu nó bỏ. Đúng rồi. Ok, kéo hai ra. Rồi sao? Còn lại gì? Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì? Rồi đi ra. Thôi, tạm biệt. Đi học đây. Ok, như vậy là ngày 3. Thế là đây chắc là cái chuyện trước khi mình gặp tai nạn đúng không?
và đây là ngày 3 mình chuẩn bị thức dậy. Mình không biết nó sẽ trôi qua bao nhiêu ngày nữa, nhưng mà đến ngày 20, tức là khoảng để xem mình lại xem lại lịch nhá. Mình bắt đầu vào ngày 14 và đến ngày 20 là mình hết, sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 ngày là mình sẽ được ra khỏi viện và mình sẽ cần phải khám phá câu chuyện của mình sau 7 ngày đấy. Ok, thì tức là chúng ta sẽ còn 3 ngày nữa. Ok, thì chắc là để tập sau các bạn nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm dừng tập lại đây và hẹn gặp lại các bạn tập sau, tại vì là mình không muốn quá dài. Mình không muốn là, mình muốn biết là các bạn có thích nó hay không đã. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Mình là ZFG, hy vọng các bạn thích được game này. Và bye bye.